rất ít khi mình đánh những vị tướng như là Murat hay là Luan Ramos. Nhưng mà rất là nhiều bạn yêu cầu mình là hãy làm video clip về những vị tướng như thế này đi và hãy đánh đi, hãy tự tin lên. Và hôm nay thì vì rất là nhiều bạn tập cổ vũ như vậy nên là mình sẽ làm cho anh em một video clip về vị tướng Murat này nhá. Đấy. Để cho anh em có thể gọi là xóa bỏ cái gì nhỉ? À, anh em cứ thấy tôi đánh rừng cả là anh em mặc định là hô là auto thua rồi. Thì nói chung là mình mới tập chơi cái em Murat này thôi, nên là cũng không biết là sẽ phát huy được sức mạnh của em Murat này như thế nào. Nói chung là nói là mới biết chơi nhưng mà cũng đã tập, cũng đã làm được clip một hai lần cho anh em rồi. Đấy, và hôm nay thì vào luôn các bạn ơi, vào luôn. Cái gì? Làm sao? Ra KS rừng của tôi đã là không thể rồi, đã là không được, không được rồi, chạy đi đâu, rồi vào đây là chết cùng với nhau rồi. Vâng, một tình huống chết chung của team bạn ở trong khu vực rừng của bên phía team mình. Vâng, quá nhọ luôn. Ok, trời ơi bạn ơi, cần gì phải KS nữa, chúng ta như thế này là quá hời rồi. Đấy, nhường lại thôi. Chúng ta phải biết điểm dừng anh em ạ. Đấy, quay trở lại farm để lên level 4. Xong rồi sau đó là đi ganh. Xong là lỗ level chết. Xong đấy thôi, Nagrod nó cơ động lắm, nó farm nhanh lắm. Ok. Bỏ đỏ có rồi anh em ơi. Ok, đã lên được level 4 rồi. Các bạn chuẩn bị tắt điện với tớ rồi. Nào. Rồi. Bạn trẻ nào thích chơi bời thì cứ ra đây kiếm Muramasa luôn. Rồi. Gấu à. Rồi cứ để cho gấu đi đi. Tí nữa mình đánh cửa. Tại sao? Rồi gấu đâu? Gấu đâu? Cho gấu một xoạc cái. Một, hai, ba. Gấu vẫn không ra anh em ạ. Thôi thì mình phải lao vào thôi, chứ biết làm sao được bây giờ. Mình phải lao vào thôi chứ biết làm sao được bây giờ. Rồi, nghe vẻ như là đồng đội tôi đang bị ganh rồi. Giờ mình sẽ phải di chuyển thôi. Ấy nhà, ghê thật. Nào, ra giữ trụ nào. Để lại cái trụ. Thôi xong rồi. Cái gì, tôi có quay lại chỗ đấy đâu. Holy shit. Sao ăn được nhiều mạng vậy mà mình vẫn cảm giác mình thọt là sao nhỉ? Nào. Ôi thôi xong tôi rồi. Đồng đội của tôi đâu rồi? Ai ơi, nó đánh tôi như con ở này. Nó đánh tôi như con ở thế này. Vâng. Bố láo ăn cắp. Giết luôn. Nói chung là đánh Murat thì mình cũng chưa quen lắm, cho là không thể gọi là làm video clip gọi là thể hiện độ bá đạo được. Mong anh em thông cảm. Mình chỉ biết gọi là đánh sơ sơ cái vị tướng Murat này thôi. Tiếp tục qua. Đây rồi, có nội tại rồi. Có nội tại đây rồi. Xin chia buồn cùng với cả Nagrod. Ok, chúng ta đã có thêm một con bùa nỏ nữa. Nào. Để đấy. Bạn cứ để đấy cho tớ. Tớ thâu hết. Rồi, lấy 4 điểm nội tại ra xoạc cho thanh niên gấu này phát đã. Xoạc. Gì thiếu vậy?
công việc tôi rất sai rồi. Ok, cô về nào. Ủa cái đẹp trả luôn á. Thôi anh ơi. Thôi. Ủa, cái nồi gì vậy? Mày chết này. Săn tao này, Ryoma này. Rồi, như vậy là bạn ấy giết mình thì mình cũng giết lại Ryoma luôn. Dám săn mình, vô lý. Tôi đã gọi là hiền lành, tôi phù về rồi mà không để cho tôi yên. Tổ chức gọi là bắt nạt tôi. Rồi, trận đấu này phải là trận đấu rất khó khăn dành cho Omen, chứ không phải là dành cho mình. Bởi vì là các bạn biết rồi, Omen là một vị tướng mà có cái ulti rất là có lợi như vậy. Nhưng mà nghiễm nhiên cái ulti của Omen trở thành một cái thứ gì đó gây bất lợi cho Omen rất là nhiều. Vừa thôi. Đánh nhau gì mà gớm vậy? Trời ơi. 1, 2, 3. Không đủ 4 luôn. Vô lý. Đây rồi. Xây rồi. Cái này thì làm sao mà tôi chơi được hả các bạn ơi? Con mình gà quá nhỉ. Thôi, lại cắm đầu vào rừng farm thôi. Nghe vẻ mọi chuyện lại bất ổn rồi. Team bạn bây giờ đang gỡ hòa rồi anh em ạ. Ông Murat ơi, tự nhiên gọi tôi làm gì? Tôi đang farm nè. Tôi đang farm gọi là sắp bật lờ đây. Cái gì đó? Bạn thích đùa với tớ à? Nào, chạy đi. Nói chung là không thấy ai. 2, 3, 4. Đội tại đây rồi. Solo với tôi. Rồi, lại thêm AD.
tôi chưa đủ mạnh ta. Rồi. Thôi nha. Đến đây là dừng được rồi nha. Thêm crep nữa. Đẩy hết cả trụ nhà rồi. Thôi, giờ nói thật với các bạn là mình nhìn con đồng mình không có ăn một tí nào luôn. Bởi vì tim đang gọi là chết dí ở dưới bốt ấy. À chúng này, chán đời ghê. Lại ra đây tích độ tại rồi. Nào, bình tĩnh thôi. Trời ơi, cái trận đấu này nó gay cấn đến nỗi mà mình không thể bình luận được gì ấy. Chuyên môn không có luôn. Nào. Rồi, Navros đi pê lẻ đúng không? Pê lẻ là chết rồi bạn ơi. Pê lẻ là hẹo rồi. Hẹo chắc luôn. Ui giời ơi, chết trước kịp nam luôn. Hay lắm, chạy đi đâu, con sâu. Vào luôn anh em, trời ơi, sao phải sợ. Vào luôn. Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai. Nào, đập nó có bị